Xin chào cả nhà, các chị thấy một cái mẫu em đang mặc trên người, cái thiết kế nó rất là lạ đúng không các chị? Kiểu này là Zoom nha, chị nào mà fan của Zoom á thì các chị có thể mặc cái mẫu này, nhìn rất là sang luôn và năng động nữa, nhìn trẻ trung ha các chị ha. Em nhập về có 3 màu và cái màu em đang mặc đầu tiên này là cái màu nổi nhất. Những chị nào mà thích những cái sự nổi bật nè, có thể là tỏa sáng giữa đám đông thì các chị có thể mặc cái màu này. Nhìn lên rất là trắng nha các chị, là màu cam ha. Ở đây sẽ có một cái bảng dây cột cho các chị nè. Thì bên em có 3 màu thì là màu cam với lại hai cái màu nữa. Thì chút xíu nữa em sẽ chuyển sang hai cái màu kia cho các chị coi. Và chất liệu của nó là bằng vải lụa nha các chị. Mình mặc vô nhìn rất là mát luôn, thấm mồ hôi, nó có co giãn nhẹ nữa. Phần này nó có tay, những chị nào mà có cái bắp tay á, thì mình mặc cái này vô nó sẽ che được khuyết điểm cho các chị luôn. Rồi quay một vòng cho các chị xem phía sau nè. Đó, dễ thương lắm luôn nha các chị nha. Còn hai màu nữa thì chắc bây giờ em sẽ chuyển nhanh cho mọi người xem luôn là hai cái màu tiếp theo là hai màu nào ha. Rồi đợi em chút xíu nha. Rồi đây các chị ơi, một cái màu sắc tiếp theo ha. Em đang mặc trên người là màu cam nha, em nhầm là màu xám nha các chị. Màu đầu tiên là màu cam rồi và màu này màu xám. Màu xám thì em thấy mặc nhìn rất là tây luôn. Các chị có thể thấy được màu xám thì những chị nào mà da trắng nè, hoặc là da ngâm đen gì mình mặc lên vẫn đẹp hết, nó không hề cán da ha. Cũng như thiết kế của cái màu cam thôi thì nó sẽ có hai cái bảng dây thắt cho các chị nè, rồi hai cái tay là nó sẽ che được khuyết điểm cho mọi người ha. Cái phần ống quần này nó sẽ không có ôm sát vào người, nhưng mà nó sẽ suông nhẹ nhẹ xuống để cho những chị nào ví dụ như phía vòng hông của mình hơi lép á, thì mình mặc cái mẫu này vô nó vẫn rất là đầy đặn, nó không có bị lộ khuyết điểm. Bây giờ em sẽ cho các chị coi cái cách thắt của cái ghi dung này nè. Đây các chị thấy không, nó sẽ có hai sợi dây ha. Rồi đây đó, nó form nó chính là như thế này nha các chị. Rồi mình cột lại thôi, rất là đơn giản đó. Các chị cột phía sau rồi mình cột tới phía trước, cột bình thường thôi các chị, không cần phải cột nơ đâu, tại vì em thấy cột cái này nó sẽ sang hơn cột nơ rất là nhiều. Rồi đó các chị thấy không, đơn giản đúng không, rồi mình kéo cho nó thẳng lại là sẽ rất là đẹp. Còn một cái màu tiếp theo thì bây giờ em chuyển nhanh sang cho các chị coi luôn. Thì cái màu đó là nó cũng tương tự như màu xám nè, nhưng mà nó là hơi phần xanh một tí xíu, nó màu xanh nhạt nhạt á. Rồi em thay cho các chị coi nha, đợi em tí xíu ha. Rồi đây các chị, một cái màu cuối cùng, màu này thì em thấy cực kỳ trắng da luôn. Chị nào mà thích những cái màu nhẹ nhàng thì em nghĩ cái màu này rất là hợp với các chị luôn á. Màu này là kiểu màu xanh nha các chị nha, màu xanh mà xanh nhạt á, xanh cốm, mặt nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi lại gần cho các chị xem nè, form của cái zoom này cực kỳ đẹp. Cái này là cái zoom nha các chị, không phải là cái set áo riêng hay là cái quần riêng gì cả. Này là một cái zoom dính liền vô luôn, có cái điểm nhấn ngay eo làm cho cái cảm giác của mình cái vòng eo nó rất là nhỏ ha. Và phía sau sẽ có dây kéo cho các chị. Đây ở phía sau đây các chị có thể thấy được phía sau.